Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 16 tháng 12 năm 2023. Giá heo hơi miền Bắc. Theo ghi nhận, hiện giá heo hơi miền Bắc vẫn cao nhất trong khoảng 52.000 đồng chuột kg. Tuy nhiên phần lớn các địa phương trong vùng mức giao dịch phổ biến chỉ 49.000 đến 50.000 đồng một kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, giá heo hơi từ 49.000 đến 52.000 đồng trên kg giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, từ 48.000 đến 52.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá heo hơi cũng ở mức 49.000 đến 52.000 đồng trên kg. Trong đó, tại Hòa Bình từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng trên kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai khoảng 49.000 đến 52.000 đồng một kg, Quảng Ninh từ 50.000 đến 52.000 đồng một kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, mức phổ biến trong vùng vẫn 46.000 đến 49.000 đồng một kg. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, giá heo hơi ở mức 47.000 đến 50.000 đồng một kg. Thanh Hóa đã có địa phương có giá 51.000 đồng một kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến từ 46.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Khu vực Nam Trung Bộ ghi nhận giá heo hơi từ 46.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Tại Quảng Nam, Đà Nẵng, giá heo hơi từ 47.000 đến 49.000 đồng chục kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa từ 46.000 đến 48.000 đồng 1 kg. Bình Định ở mức 45.000 đến 48.000 đồng trên kg. Bình Thuận từ 46.000 đến 48.000 đồng chục kg giá heo hơi tại tây nguyên quanh mức 46.000 đến 49.000 đồng kg, trong đó đắk lắc, gia lai, con tum, đắk nông từ 47.000 đến 49.000 đồng ướt kg, lâm đồng khoảng 47.000 đến 49.000 đồng chuột kg. giá heo hơi miền nam giá heo hơi miền nam cũng có diễn biến tương tự như các tỉnh miền trung. tại các tỉnh đông nam bộ như đồng nai, bà rịa vũng tàu, thành phố hồ chí minh, bình dương Bình Phước từ 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại các tỉnh Tây Nam Bộ từ 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg, trong đó Long An và Tiền Giang từ 48.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 46.000 đến 48.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang khoảng 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Chỉ còn 2 tháng tới là đến Tết Nguyên Đán. Thị trường năm nay lại diễn biến khác thường. Giá thịt heo và gia cầm từ đầu quý 4 đến nay không cải thiện, thậm chí có lúc không xuất bán được. Chưa kể, dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại khiến các trang trại, nông hộ không mặn mà tái đàn. Những tháng cuối năm, khi nhu cầu tăng cao, giá sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng nhưng chắc chắn là tăng nhẹ, không tăng đột biến như mọi năm, ông Phạm Kim Đăng, phó cục trưởng cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định. Lý giải nguyên nhân giá heo giảm anh Thành, thương lái thu mua gia súc gia cầm ở Đồng Nai, cho rằng sức mua trên thị trường hiện khá yếu. Năm nay, công nhân thất nghiệp nhiều nên xu hướng mua sắm hàng Tết rất thấp khiến giá cả hàng hóa không thể bật tăng như mọi năm. Ngoài ra, theo anh này, hiện nguồn heo trên thị trường rất dồi dào. Ngoài nguồn cung trong nước, nguồn nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam khiến các nhóm này bị tác động. Đồng quan điểm Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết giá heo Thái Lan và Trung Quốc đang thấp hơn hoặc bằng với giá của Việt Nam nên họ cũng tìm cách xuất khẩu hàng sang khiến nguồn cung dồi dào. Trong bối cảnh sức mua yếu, dẫn đến cung vượt cầu, giá giảm mạnh. Dịch bệnh tái bùng phát phức tạp đã khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đẩy mạnh bán ra để chạy dịch trong khi đó nhu cầu tiêu thụ trên thị trường vẫn ở mức yếu, tạo áp lực kép lên diễn biến giá heo hơi. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia ngành hàng Việc giá heo hơi hiện nay ở dưới ngưỡng 50.000 đồng một kg tại nhiều địa phương đang khiến cả hộ nông dân lẫn doanh nghiệp chăn nuôi đối mặt thua lỗ. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi lần này sẽ khiến các hộ chăn nuôi e ngại hơn trong việc tái đàn do sức ép thua lỗ kéo dài, khiến nguồn cung thịt heo suy giảm trong thời gian tới. Các hộ chăn nuôi đang chiếm khoảng 38% tổng nguồn cung thịt heo tại Việt Nam. Do đó, với việc thị trường đang chuẩn bị bước vào dịp Tết Nguyên đán 2024, mùa cao điểm tiêu thụ thịt heo và nguồn cung thu hẹp, Giá heo hơi được kỳ vọng sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm 2024. Qua đó, giải tỏa sức ép lên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lẫn các hộ chăn nuôi. Đáng chú ý, giá nguyên liệu đầu vào của thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ tiếp tục ở mức thấp trong thời gian tới. Trong tháng 11 năm 2023, giá đậu nành, lúa mì và ngô đã lần lượt giảm 4%, 33%, 29% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là giai đoạn chuyển mùa, sức đề kháng của đàn vật nuôi kém dễ mắc bệnh. Mặt khác, các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến nhiều khu vực chăn nuôi, chuồng trại bị ngập lụt, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận, chính tâm lý chủ quan, lơ là của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng khiến dịch tả heo châu Phi xuất hiện nhanh và lây lan diện rộng. Vẫn còn tình trạng các hộ dân chủ quan không thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, khi vật nuôi xảy ra triệu chứng bệnh không báo cáo chính quyền để có phương án xử lý kịp thời. Chi cục chăn nuôi, Thúy khuyến cáo bà con tuyệt đối không tự ý bán chạy, không vứt heo chết ra môi trường. Khi nhập đàn cần chọn heo có nguồn gốc rõ ràng, heo khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình chăn nuôi trên địa bàn để phát hiện heo bị bệnh, bị chết, xử lý kịp thời ổ dịch, kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán heo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, điều tra, nắm chắc tổng đàn đến thời điểm hiện tại, tổ chức đợt phun tiêu độc khử trùng môi trường diện rộng. Sau thời gian dài giảm giá heo hơi đã khởi sắc trong những ngày gần đây, đặc biệt là tại thị trường miền Bắc. Theo một số đầu mối kinh doanh heo thịt tại miền Bắc, chợ đầu mối gia súc Hà Nam hai ngày qua giao dịch khá sôi động. Dù mới chỉ ít tỉnh tăng thêm nhưng các khu vực có mức giá trên 50.000 đồng 1 kg nhiều hơn những ngày trước và mức giá sàn đã lên 49.000 đồng trượt kg. Theo nhiều chủ trại, hai ngày nay thương lái hỏi mua heo nhiều hơn. Theo các chuyên gia, giá heo hơi khởi sắc nhờ mới đây Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương quyết liệt phòng chống heo, bò, gà và các sản phẩm chăn nuôi nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Điều này đã giúp nguồn cung trong nước ít bị cạnh tranh hơn, có thể xu hướng phục hồi tiếp tục trong nhiều ngày tới. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi vẫn khá cao, trong khi đó thịt heo hơi bán trên thị trường đạt 47.000 đến 50.000 đồng/kg. Với giá này, người chăn nuôi có lãi nhưng không nhiều. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết giá thành sản xuất doanh nghiệp quy mô lớn dao động 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Điều này có nghĩa thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang kinh doanh dưới giá vốn. Cả nông hộ và doanh nghiệp nhỏ đều hụt hơi vì kinh doanh dưới giá thành. Các doanh nghiệp lớn cũng ghi nhận lợi nhuận giảm sâu, ông nhấn mạnh. Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, tổng đàn heo đạt gần 29 triệu con nếu không có dịch bệnh bất ngờ, Việt Nam hoàn toàn không lo lắng đến nguồn cung. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất vẫn là khi nào giá sẽ nhích lên, cải thiện thu nhập cho nông dân, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng chống dịch, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng nhận định về giá heo hơi trong thời gian tới, nhiều đơn vị chăn nuôi dự đoán, sức mua thấp cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh sẽ còn kéo giá heo trong nước đứng ở mức thấp đến hết năm 2023, có thể đến thời điểm gần Tết Nguyên đán mới nhích tăng trở lại. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết vào thời điểm cuối năm, nhu cầu của xã hội tăng lên giá thịt heo có thể tăng nhưng mức tăng sẽ không đáng kể. Nguyên nhân là do nhu cầu của người tiêu dùng năm nay sẽ ít đi vì kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân không cao. Cả nông hộ và doanh nghiệp nhỏ đều hụt hơi vì kinh doanh dưới giá thành. Các doanh nghiệp lớn cũng ghi nhận lợi nhuận giảm sâu. Ngoài ra, bệnh dịch trên gia súc cũng không còn nặng bởi trải qua nhiều năm, độc tố cũng đã giảm dần, không còn bùng mạnh như thời điểm mới xuất hiện. Với tình hình như hiện nay, tăng trưởng kinh tế chưa phải là động lực. Chúng tôi chưa tìm thấy động lực rõ ràng cho ngành chăn nuôi, chỉ hy vọng nhu cầu tiêu thụ, sức mua sẽ cải thiện hơn vào giai đoạn Tết Nguyên đán. Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn nhập lậu động vật kiểm soát dịch bệnh chăn nuôi. Như vậy, sau một ngày trứng lại và tăng nhẹ ở một vài nơi, giá heo hơi đã quay đầu giảm trở lại khi sức tiêu thụ không được cải thiện, trong khi nguồn cung heo ra thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Phần lớn các địa phương trên cả nước đã không giữ được mốc giá 50.000 đồng một kg, hiện giao dịch phổ biến quanh mốc 48.000 đến 49.000 đồng trượt kg. Theo thông tin được công bố, vaccine AVACASF-Line có ưu điểm chỉ cần tiêm một liều duy nhất sau khi tiêm 2 đến 4 tuần, heo sẽ có khả năng miễn dịch với virus dịch tả heo châu Phi, hiệu quả phòng bệnh ít nhất 5 tháng. Trong quá trình tiêm phòng thí điểm, trong vòng 72 giờ sau tiêm nếu heo bị chết do phản ứng với vaccine sẽ được công ty hoặc ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nếu heo chết sau 72 giờ tiêm vaccine thì hộ chăn nuôi tự nguyện tiêu hủy và tự chịu mọi thiệt hại do dịch bệnh xảy ra. Kết quả đánh giá hiệu quả kháng thể sau tiêm là cơ sở quan trọng để ngành xem xét, tham mưu cho tỉnh sử dụng loại vaccine này trong thời gian tới. Các hộ chăn nuôi cần tăng cường chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ cho heo, thực hiện tốt việc nuôi heo an toàn sinh học, chủ động phòng ngừa, không chủ quan với dịch. Khi phát hiện heo có biểu hiện nhiễm bệnh cần báo ngay đến cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhất là thời điểm cuối năm. Cục chăn nuôi nhận định ở mức giá này, đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ. Cộng thêm dịch tả heo châu Phi và rủi ro giá cả nên sau khi bán heo, nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng, e ngại không dám tái đàn từ đầu năm đến nay dịch tả heo châu phi vẫn diễn biến phức tạp không chỉ đe dọa đến chăn nuôi nông hộ mà cả với chăn nuôi tại các trang trại lớn nhiều trại chăn nuôi buộc phải bán sớm heo với giá rẻ và cân nhắc việc tái đàn ngoài ra cần xử lý nghiêm các trường hợp mua bán vận chuyển gia súc gia cầm trái phép không rõ nguồn gốc làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm lây lan các loại dịch bệnh bên cạnh đó công tác phòng chống dịch bệnh cần tổ chức hiệu quả việc tiêm vaccine giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh. Dù được doanh nghiệp bán vaccine, hiệp hội tư vấn và vận động tiêm vaccine nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có niềm tin. Nếu vaccine hiệu quả thì sao dịch lại bùng phát nhiều vậy? Với giá mỗi liều vaccine trên dưới 30.000 đồng, chỉ bằng nửa kg heo hơi, nhiều người nuôi sẵn sàng chi tiền mua vaccine, nhưng cái chính là tính hiệu quả đến đâu, phải nhìn vào thực tế mới dám áp dụng. Một trong những giải pháp quan trọng thời điểm này được xác định là huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý rứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Đồng thời, tăng cường tiêm vaccine cho các đông trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để tạo lá chắn thép trong phòng chống dịch tả heo châu Phi. Theo đại diện lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, dịch bệnh gia tăng, người chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ hạn chế tái đàn, thậm chí nghỉ nuôi. Tuy nhiên, khu vực trang trại và doanh nghiệp vẫn giữ ổn định quy mô chăn nuôi vì những ưu thế do quy trình sản xuất khép kín. Chi phí chăn nuôi thấp hơn, cơ chế phòng chống dịch bệnh tốt. Đại diện hiệp hội trên nhận định, điều lo nhất của người chăn nuôi hiện nay là sức mua vẫn yếu. Bằng chứng rõ ràng nhất là vào mùa cao điểm Tết năm ngoái, giá heo không thể tăng như thông thường những năm trước đó. Xu hướng thị trường hiện tại khiến nhiều bà con chăn nuôi lo lắng. Nhằm đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp trên cơ sở triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình quốc gia về phòng chống dịch bệnh động vật tăng cường tiêm vaccine cho các đông trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với việc cung ứng vaccine đến các trại nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực nguy cơ cao. Các trang trại, hộ chăn nuôi lớn, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, khuyến khích tiêm vaccine phòng bệnh của đơn vị đã được cấp phép lưu hành, yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân kỹ thuật phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý, sát trùng phương tiện, dụng cụ ra vào trang trại, có biện pháp ngăn chặn côn trùng. Thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng khu vực nuôi, khu vực xung quanh, trên các tuyến đường trong và từ ngoài vào trang trại. Khi có heo bệnh, nghi bị bệnh, người dân phải báo ngay chính quyền và cơ quan chuyên môn để lấy mẫu xác định nguyên nhân, không được bán chạy, giết mổ, vận chuyển đi nơi khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt đề ổ dịch. Không để dịch bệnh lây lan diện rộng, chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi mới có thể khiến thiếu hụt một lượng nhỏ nguồn cung heo cho cuối năm nhưng sẽ không tác động nhiều đến giá nguyên nhân bởi quy mô đàn heo tại khu vực nông hộ giảm nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được đàn tốt nhờ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Hiện các hộ chăn nuôi đang chiếm 38% tổng nguồn cung heo toàn thị trường. Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh nêu trên cũng như bảo đảm nguồn cung thịt heo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công điện nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Để đợt chăn nuôi cao điểm phục vụ thịt heo cho thị trường những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán, chuyên gia chăn nuôi khuyến cáo bà con sử dụng con giống chất lượng cao, thường xuyên tiêu độc sát trùng chuồng trại, ứng dụng công nghệ tự động vào các khâu sản xuất để giảm nhân công lao động thủ công, chủ động phòng ngừa các bệnh nguy hiểm thường gặp. Nhất là đến thời điểm này vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi chỉ mới sử dụng thực nghiệm trên một số trại, chứ chưa tiêm phòng đại trà. Hiện nay là thời điểm các hộ nông dân tái đàn, chăm sóc đàn heo để cung cấp cho thị trường cuối năm. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn xảy ra ở các địa phương để bảo đảm nguồn cung thịt heo trong mọi tình huống bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với bộ công thương và các địa phương tăng cường theo sát diễn biến cung cầu mặt hàng thịt heo nhằm tránh xảy ra đột biến cục bộ về giá theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hộ dân trang trại cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh xử lý chuồng trại khi vào vụ nuôi mới Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 16 tháng 12 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24h. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.